là bạn Thảo. Đang quay phim hả? Đây là các bạn lớp mình đang chuẩn bị đám cưới của cô Huy nên là tập hợp hết ở đây. Đằng xa xa có hiển, có Lan, có một nhân vật bí ẩn này chả biết ai. Đây là Phương, đây là Vũ Quốc, đang làm creative và sounds. Thank you.